rồi, giải cần luôn. Bữa nay mình đi giao lưu với bạn Danh, với anh Vĩnh. Vĩnh nay nghỉ làm chạy xuống mình giao lưu tiếp. Thì mình dẫn vô cái bãi huyền thoại nè. Đóng cá là mỗi tay luôn các bạn. Nhỏ nhỏ không à. Ủa Danh xài cái máy gì vậy anh? Internet. À gì? Internet hả? Cần bạo lực cái gì vậy? Cần băng tâm liên tục. Máy quýnh em không? Máy sao nó nghe tiếng giống của thằng Abu quá ta? Của Odo gì đó? Phải. Này nếu năm ngoái Internet là nó là đỉnh rồi đó. Dạ. Yeah. 14 triệu mấy. Khi cần này thì cần băng tâm. Tay mờ. Có nghe tiếng nghe đã ha. DC mà. DC à? Điện tử á, hắn điện tử á. Ừ. Cái dòng cao cấp mình không biết chơi, tại hỏi mình chơi mấy bạn cái trung bình không. Làm quýnh. Con đi bạn. Chơi quýnh. Chơi đây qua đây, này qua điểm tiệt quăng xuống lắm, màu 5 gram quăng đã lắm. Này quýnh xong cái hư dục không. Nghe tiếng mượt quá ha. Này cỡ mồi cỡ 10 gram trở lên còn quăng là bạn không thấy ngái luôn. Mình đang mê cây con Santa gì của Đài Hoa đó. Limited đó. Ừ. Mồi nhẹ, chơi mồi nhẹ tốt quá. Đâu thử cây kéo qua cái qua đám này coi. Con mồi đi đẹp không? Đó. À. Đó. Kéo nhanh quá vậy? Chậm mấy. Vậy là nhanh rồi đó. Nó táp hụt cái nó táp lại cái nữa. Ngã rồi. Còn ngã được, còn đi á. Ngã rồi. Hả? Táp nữa hả? Cái này dính là chắc táp chống trúng rồi đó. Cái gì vậy trời, nhả nữa rồi. À.
sảy 3 lần nữa, không biết lần này sảy nữa không luôn. Bạn, bạn Danh, rồi mình nhớ buổi sáng rồi. Nhớ sáng giờ mới thấy cảm giác mới nhớ này mà. Rồi mình tháo ra bạn ơi. Con nó lên nó thở ngay giữa hoài mà nó không ăn ta. Coi cái lỗ này, cái lỗ này nè, cái lỗ vậy nó ngon lắm á. Đó. Đó. Đâu nhả rồi chắc cũng là muốn không mà chắc còn tôi muốn mà để bắt chân nhái luôn đưa tắm ra đứt cái chân nhái luôn. Giật con cá ba anh vào luôn sảy luôn. Còn tưởng nó sảy rồi. Giật con cá nó vài một khúc mà tưởng nó sảy rồi chứ. Rồi tưởng nó sảy rồi. Đóng quá mạnh. À, thứ hai bạn ơi. Rất chuông do không à. Rồi mình tháo ra bạn. Tháo và chiến tiếp thôi. Đó. Kìa tách trúng rồi đó. Trời ơi, táp hụt ơi, nó táp hụt xong cái nhích nhích cái nó nút nữa.
con nó trọng quá, con nó trọng. Có bạn rộng quá trọng hay gì á, có bậy hay sao á. Táp phải không? Nó táp nó nhả, táp nó nhả mà. Nó táp trúng mồi đâu. Táp ủng ủng ủng, con này rộng, con này có 3 gram à. Chúng ta hỏi nhiệt tình mà. Hả? Con nó bự, con này chắc phải nghe tiếng táp nghe. Đó, dính rồi, vô, vô à, vô ấy rồi. Vô cắn rồi. Nó lôi á, nút cắn. Cái này cá nhỏ mà. Cá nhỏ. Ghê. Chị có Phương thổ địa mà. Nó đừng có nói tôi leo qua cần xui nữa nha cha. Leo qua cần nó lên cá này ghê thiệt. Không lẽ con này lại giờ nó cắn nãy hụt mình mấy lần. Ừ, nó ăn nó. Sao đường này nó yên du bạn. Rồi, đỡ cá bạn ơi. Chín rồi. Cá. Mình tháo ra này.
trắng rồi bạn ơi. Rồi, gãy cần luôn. Vớt cái cần ra luôn rồi. Wow, gãy cần luôn rồi. Lại cứu gì mới coi. Trời ơi, đóng cái gãy cần luôn bạn ơi. Ừ. Rồi tới chén. Rồi tiếp tục ơi, nó bị xúc cái khúc ngọn văng xuống đầm người ta. Mình mới xin chủ đầm xuống vớt lên bạn ơi. Đóng có nổi, đóng con cá bạo lực quá. 2.0. Rồi tiếp tục lắng tiếp bạn ơi. Hên, tưởng đâu mình giục cái cần luôn rồi chứ. Trời ơi, ơi, mới thả xuống cắn luôn rồi nè, 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 đi dây nè, đi rồi. Rồi, mới thả xuống, đó, dính rồi. Chuối sao mày? chuối cho mày. Rồi một đống cỏ mất nhái rồi, cá nó nhỏ xí à, có còn cái à. Ôi, một nồi cỏ thôi. Cũng chiều rồi anh em ơi, giờ anh em. Giờ mấy anh em về thì thành quả của mình được 4 con các bạn, với đóng sảy cũng mấy con, chứ xem chút xíu là mất cái ngọn cần luôn mày. Đánh bạo lực quá, nổ dây tuột cái đầu cần bay xuống đầm ta, hên là xin chú đầm mình xuống mình vớt được mà, không mà mất luôn cái cần. Đây nay mình với anh Danh thì Vĩnh thì về trước rồi. Vĩnh lúc 2 giờ về để chiều đi làm mà đầm mềm cho nó chạy xuống đây đánh với anh em chút xíu. Chỉ có còn bạn Danh ở lại, bạn Danh này ở Gò Đen, cái cần thủ Danh cũng đam mê mình giao lưu bạn ơi. Hôm nay nháy hơi là thất bại hoàn toàn nha anh em. Ở cần ruột thì sáng giờ bạn Danh quýnh nháy hơi thì cũng có ăn, nhưng mà nó ăn chậm đó bạn. Nếu mà anh em nào mà có về phước lại ấp lỉ mà Mương Chài đó thì mấy anh em thì đánh nháy thiệt thì hay hơn ha. Thì mình có góp ý kiến vậy thôi chứ mình câu cũng dở lắm bạn ơi. Tại vì thấy bạn Danh quýnh nháy hơi, quýnh nó không ăn nha bạn ơi. Nó táp mà không bỏ, từ sáng giờ táp được 3 lần các bạn. Còn mình thì thôi lên vô số luôn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình có động lực đi câu các bạn. Đi từ sáng giờ. Rồi, chào cả nhà luôn nha.